Sáng nay tại trường chính trị tỉnh Bình Dương, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt quy định số 132 ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thi hành án. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Võ Văn Bá, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, chủ trì hội nghị biểu khai mạc hội nghị đồng chí võ văn bá ủy viên ban thường vụ trưởng ban nội chính tỉnh ủy phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh nhấn mạnh thời gian qua công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua hoạt động điều tra truy tố xét xử và thi hành án được chỉ đạo quyết liệt không có dùng cấm không có ngoại lệ qua đó góp phần quan trọng vào việc đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật thực thi bảo vệ pháp chế và quyền lợi hợp pháp của nhà nước xã hội tổ chức cá nhân Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và nhằm giúp các cấp quỹ tổ chức đảng, đảng viên nắm vững các nội dung cơ bản cốt lõi của quy định số 132, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã tổ chức hội nghị này để các đại biểu học tập nắm vững các quy định để áp dụng trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Quy định số 132 gồm 4 chương, 14 điều, quy định về kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan. Quy định này áp dụng đối với cấp ủy tổ chức đảng đảng viên cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoạt động tố tụng thi hành án và hoạt động khác có liên quan theo quy định của đảng và pháp luật của nhà nước